11. Ví như chân như, nó rốt ráo như thế nào, chẳng có ai dò lường được tướng trạng của nó. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đồng cõi hư không, hết tâm của chúng sinh cũng không cách chi dò lường được. 12. Ví như chân như, nó tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong một sát na khắp cùng pháp giới. 13. Ví như chân như, vì chân như là tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, cho nên thường trụ vô tận. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vô cùng vô tận. 14. Ví như chân như, chẳng có vật gì có thể so sánh được, nó là tuyệt đối mà lại tương đối. Pháp xuất thế là tuyệt đối, pháp thế gian là tương đối. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp viên mãn tất cả Phật Pháp, chẳng có gì so sánh được. 15. Ví như chân như, thế tánh của nó rất vững chắc, giống như kim cang, chẳng cách chi phá hoại được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thể tánh của căn lành cũng rất vững chắc, chẳng phải tất cả hoặc não có thể ngăn cản được. Ví như chân như không thể phá hoại được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả chúng sinh không thể tổn hại được. Ví như chân như chiếu sáng làm thể, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng chiếu sáng khắp làm tánh. Ví như chân như không đâu mà chẳng có, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả mọi nơi không đâu mà chẳng có. Ví như chân như khắp tất cả thời, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả thời. Ví như chân như tánh thường thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian mà thể thanh tịnh. 16. Ví như chân như, nó là vô thể vô tướng, tuy nhiên chẳng chỗ nào mà không có nó, nhưng không thể phá hoại được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả chúng sinh chẳng cách chi có thể phá hoại được chân như và căn lành. 17. Ví như chân như, nó dùng quang minh chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới làm thể tướng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng quang minh chiếu khắp làm thể tướng của nó. 18. Ví như chân như, chẳng chỗ nào mà không có nó, nghĩa là không có một chỗ nào mà chẳng phải chỗ sở tại của chân như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở tất cả mọi nơi đều có chân như tồn tại. 19. Ví như chân như, nó khắp tất cả mọi thời, bất cứ không gian và thời gian đều đầy khắp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả mọi thời, khắp tất cả mọi nơi. 20. Ví như chân như, bổn tánh của nó là thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian mà bổn tánh thanh tịnh, không có nhiễm ô. Kinh Hoàng Nghiêm đưa ra chân như làm đủ thứ ví dụ để khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý căn lành hồi hướng. Song có người nói, những đạo lý ví dụ này rất là nông cạn, không cần giảng giải, tôi cũng đã hiểu hết. Cũng có thể nói như thế, không giảng bạn cũng hiểu, vì chân như tức là tự tánh của bạn, vốn không cần giảng. Nhưng chúng sinh bị vô minh che đậy quá sâu, gương sáng của chân tâm chẳng trong sáng. Nếu giảng giải thì vẫn hiểu hơn một chút, thật tế chẳng minh bạch chân chánh. Nếu thật minh bạch thì chứng được bổn thể của chân như tự tánh, thì sẽ khoát nhiên quán thông, chiếu trời, chiếu đất. Những cái ví như này chẳng vượt khỏi tự tánh của chính mình. Đây là dạy chúng ta khôi phục lại trí huệ vốn có, khiến cho nó hiện tiền, tức cũng là trí huệ giải thoát, khai ngộ. Ví như chân như, nơi pháp vô ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đi khắp tất cả mà không chướng ngại. Ví như chân như làm mắt của chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay làm mắt của tất cả chúng sinh. Ví như chân như tánh không mệt mỏi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hành các hạnh của tất cả Bồ Tát luôn không mệt mỏi. Ví như chân như thể tánh thâm sâu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tánh rất thâm sâu. Ví như chân như không có một vật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, biết rõ tánh của nó chẳng có một vật. 21. Ví như chân như, đối với tất cả Phật Pháp chẳng có chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay đi khắp tất cả mọi nơi mà không chướng ngại. 22. Ví như chân như, hay làm pháp nhãn, mắt pháp của chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay vì tất cả chúng sinh làm pháp nhãn, khiến cho thấy con đường ánh sáng đã thẳng đến bờ kia. 23. Ví như chân như chẳng có một thể tánh, nhưng vẫn khắp tất cả mọi nơi, chẳng có mệt mỏi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hành tất cả hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu hành, chọn không mệt mỏi. 24. Ví như chân như thể tánh thâm sâu, không dễ gì minh bạch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tánh rất thâm sâu, không dễ gì thấu hiểu được.
25 ví như chân như vì nó đầy đủ tất cả, chẳng phải riêng một vật gì làm chân như, cho nên chẳng có một vật nào ở trong. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, căn lành bất quá là danh từ mà thôi, biết rõ tánh của nó chẳng có một vật. Tại sao? Vì chẳng có chấp trước. Ví như chân như, tánh chẳng xuất hiện, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Thể rất vi diệu, khó có thể thấy được. Ví như chân như, lìa các màng cấu bẩn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Mắt huệ thanh tịnh, lìa các màng ngu si. Ví như chân như, tánh không gì bằng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Thành tựu tất cả các hạnh của Bồ Tát, tối thượng không gì bằng. Ví như chân như, thể tánh vắng lặng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Khéo tùy theo thủ lấy pháp vắng lặng. Ví như chân như chẳng có gốc rễ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hay vào tất cả pháp không gốc rễ. 26. Ví như chân như tánh của nó không ra không vào, không thể xuất hiện. Nhất chân như lai, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Bổn thể của căn lành rất vi diệu, rất khó thấy. Vì nó không thể, không tướng, căn bản nhìn chẳng thấy được. 27. Ví như chân như thể tánh của nó là thanh tịnh, liệu khỏi tất cả dơ bẩn, chẳng có màng mắt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Mắt trí là huệ thanh tịnh, chẳng có màng mắt. 28. Ví như chân như tự tánh của nó chẳng có gì so sánh, chẳng có gì bằng được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hay thành tựu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu là tối thượng thừa, chẳng có pháp nào sánh bằng. 29. Ví như chân như thể tánh của nó vắng lặng chẳng động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Căn lành tùy thuận pháp vắng lặng, chẳng có gì biểu hiện. 30. Ví như chân như, đó chẳng có gốc rễ, vì khắp tất cả mọi nơi, không thể nói cố định nơi nào là gốc rễ của chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay vào tất cả pháp không gốc rễ. Ví như chân như, thể tánh vô biên, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tịnh các chúng sinh số lượng vô biên. Ví như chân như, thể tánh không chấp trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt ráo xa lìa tất cả sự chấp trước. Ví như chân như không có chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian. Ví như chân như chẳng phải chỗ đi của thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải các thế gian có thể đi được. Ví như chân như thể tánh không trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả sinh tử đều không chỗ trụ. 31. Ví như chân như thể tánh của nó chẳng có bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho chúng sinh đắc được thanh tịnh số lượng chẳng có bờ mé. 32. Ví như chân như thể tánh của nó chẳng có tất cả sự chấp trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt ráo xa lìa hết thảy sự chấp trước. 33. Ví như chân như chẳng có tất cả sự chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay trừ diệt tất cả chướng ngại của thế gian. 34. Ví như chân như chẳng phải chỗ đi của một số người thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải một số chúng sinh có thể làm được. 35. Ví như chân như thể tánh của nó chẳng chỗ trụ, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả sinh tử đều không chỗ trụ. Ví như chân như tánh không chỗ làm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả chỗ làm thảy đều xả lìa. Ví như chân như thể tánh an trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ chân thật. Ví như chân như với tất cả pháp cùng tương ưng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Với các Bồ Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng, ví như chân như trong tất cả pháp tánh thường bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian tu hành bình đẳng. Ví như chân như không lìa các pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, suốt thuở vị lai không bỏ thế gian. 36. Ví như chân như bổn tánh của nó chẳng có sự tạo tác, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phàm là tất cả sự tạo tác hoàn toàn xả lìa. 37. Ví như chân như thể tánh của nó an trụ nơi chân thật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vắng lặng chẳng động, cảm mà toại thông, an trụ nơi chân thật. 38. Ví như chân như nó với tất cả pháp cùng đồng tương ưng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với tất cả Bồ Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng với nhau. 39. Ví như chân như ở trong tất cả pháp tánh thường bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi tất cả thế gian tu hành hạnh bình đẳng. 40. Ví như chân như không lìa tất cả pháp, tất cả pháp đều là biểu hiện của chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, suốt thuở vị lai không lìa khỏi tất cả pháp thế gian. Ví như chân như ở trong tất cả pháp
Chốt giáo vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Nơi các chúng sinh hồi hướng vô tận, ý như chân như, với tất cả pháp không có tướng trái nghịch. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng trái nghịch với tất cả Phật pháp ba đời. Ý như chân như, nhiếp khắp các pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nhiếp hết căn lành của tất cả chúng sinh. Ví như chân như với tất cả pháp đồng thể tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đồng một thể tánh với chư Phật ba đời. Ví như chân như với tất cả pháp không tướng giả lìa, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nhiếp chỉ tất cả pháp thế gian xuất thế gian. 41. Ví như chân như ở trong tất cả pháp trùng trùng vô tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong tất cả chúng sinh hồi hướng vô tận. 42. Ví như chân như nói với tất cả pháp chẳng có tướng trái nhau, vì chân như hay sinh tất cả pháp, hay viên mãn tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng trái với pháp của chư Phật ba đời nói. 43. Ví như chân như nó hay nhiếp khắp tất cả các pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay nhiếp hết căn lành của tất cả chúng sinh. 44. Ví như chân như nói với tất cả các pháp cùng đồng một thể tánh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với chư Phật ba đời cùng đồng một thể tánh. 45. Ví như chân như nói với tất cả pháp cùng nhau chẳng xả lìa, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay nhiếp trì tất cả các pháp thế gian xuất thế gian. Ví như chân như không gì che khuất được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả thế gian không thể che khuất được. Ví như chân như không thể lay động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả nghiệp ma không thể lay động được. Ví như chân như tánh không dơ trược, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hạnh Bồ Tát chẳng có dơ trược. Ví như chân như chẳng có biến đổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thường nhớ chúng sinh tâm không biến đổi. Ví như chân như không thể cùng tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải các pháp thế gian cùng tận được. 46. Ví như chân như ánh sáng của nó không thể che khuất được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả ánh sáng thế gian không thể che khuất được căn lành này. 47. Ví như chân như nó là tánh vắng lặng không thể lay động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả nghiệp ma không thể lay động căn lành này được. 48. Ví như chân như chẳng có tất cả bụi bặm, chẳng có tất cả ô nhiễm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu tập hạnh Bồ Tát chẳng có tất cả bụi bặm ô trược. 49. Ví như chân như nó chẳng có biến đổi, thường như như bất động, rõ ràng sáng suốt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thương nhớ chúng sinh đại từ đại bi, vĩnh viễn không biến đổi. 50. Ví như chân như nó không thể nào cùng tận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải tất cả pháp thế gian cùng tận được nguồn căn lành này. Ví như chân như tánh thường giác ngộ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp giác ngộ tất cả các pháp. Ví như chân như không thể mất hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các chúng sinh khởi trí nguyện thù thắng, vĩnh viễn không thất hoại. Ví như chân như hay chiếu sáng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng quang minh đại trí huệ chiếu các thế gian. Ví như chân như không thể dùng lời nói, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả lời nói không thể nói được. Ví như chân như giữ gìn các thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay giữ gìn tất cả các hạnh của Bồ Tát. 51. Ví như chân như tự tánh của nó thường hay giác ngộ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay giác ngộ khắp pháp của chư Phật ba đời nói. 52. Ví như chân như không thể tổn mất, không thể tổn hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với tất cả chúng sinh sinh khởi trí nguyện thù thắng, vĩnh viễn không hoại mất. 53. Ví như chân như nó hay sinh trí huệ đại quang minh chiếu sáng tất cả chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng đại trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh thế gian. 54. Ví như chân như không thể dùng lời nói cũng nói không hết được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả lời nói không cách chi hình dung được. 55. Ví như chân như nó hay trì trì thế gian, hay khiến tất cả thế gian có sự thành tựu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay trì trì tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. Ví như chân như tùy thuận lời nói thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tùy thuận tất cả lời nói trí huệ. Ví như chân như khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp nơi mười phương tất cả cõi Phật hiện đại thần thông thành đẳng chánh giác. Ví như chân như không có phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian không có sự phân biệt. Ví như chân như khắp tất cả thân,
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, các vô lượng thân trong mười phương cõi, ví như trần như thể tánh không sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phương tiện thị hiện sinh mà không chỗ sinh. Năm sáu, ví như chân như, nó hay tùy thuận lời nói thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, để thuận tất cả lời nói trí huệ. Năm bảy, ví như chân như, nó hay khắp tất cả pháp. Tất cả pháp đều là biểu pháp của chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp cùng mười phương tất cả cõi Phật, hiện ra đủ thứ đại thần thông, thành tựu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Năm tám, ví như chân như, nó chẳng có sự phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi thế gian chẳng có sự phân biệt, mà hay thành tựu đạo Bồ Đề. Năm chín, ví như chân như, khắp tất cả thân chúng sinh, chẳng có thân của một chúng sinh nào mà chẳng có chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy khắp mười phương cõi Phật, ở trong thân của vô lượng chúng sinh đều có căn lành. 60. Ví như chân như, thể tánh của nó không sinh không diệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phương tiện hiện sinh, phương tiện hiện diệt, nhưng vốn không chỗ sinh, bất động đạo tràng đến khắp mười phương. Ví như chân như, không chỗ nào mà không sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong các cõi Phật mười phương ba đời, khắp hiện thần thông, mà không có chỗ nào mà không sinh. Ví như chân như, khắp tại ban đêm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả ban đêm phóng đại quang minh, tí làm Phật sự. Ví như chân như, khắp tại ban ngày, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến tất cả chúng sinh tại ban ngày thấy hy thần biến của Phật, diễn nói pháp không thối truyền, lìa giờ được thanh tịnh, không người nào luống qua. Ví như chân như, khắp trong nửa tháng cho đến một tháng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế gian thứ lớp thời tiết được phương tiện khéo léo, ở trong một niệm biết tất cả thời. Ví như chân như, khắp trong năm tuổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ vô lượng kiếp, thấu rõ thành thục các căn, đều khiến cho viên mãn. 61. Ví như chân như, chẳng có chỗ nào mà không có, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong cõi nước chư Phật mười phương khắp hiện tất cả thần thông, mà chẳng có chỗ nào mà không có căn lành. 62. Ví như chân như, khắp tại ban đêm, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong tất cả ban đêm phóng đại quang minh, tí làm đủ thứ Phật sự. 63. Ví như chân như, khắp tại ban ngày, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh lúc ban ngày thấy được thần thông biến hóa của mười phương chư Phật, diễn nói diệu pháp không thối truyền, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi bụi dơ, đắc được thanh tịnh, chẳng có một chúng sinh nào luống qua mà không đắc được lợi ích. 64. Ví như chân như, khắp trong nửa tháng cho đến một tháng, tức là tất cả không gian và tất cả thời gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong tất cả thời gian y chiếu thứ lớp thời tiết, đắc được phương tiện khéo léo, ở trong một niệm biết được tất cả thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 65. Ví như chân như, khắp tại năm tuổi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ vô lượng kiếp, khai trí huệ viên mãn, thì thấu rõ thành thục tất cả căn lành, khiến cho 32 tướng 80 vẻ đẹp thảy đều viên mãn. Ví như chân như, khắp kiếp thành hoại, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ tất cả kiếp thanh tịnh không nhiễm, giáo hóa chúng sinh đều khiến cho thanh tịnh. Ví như chân như, hết thuở vị lai, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở vị lai, tu các diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát, thành tựu viên mãn nguyện lớn chẳng có thối truyền. Ví như chân như, khắp trụ ba đời, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các chúng sinh nơi một sát na thấy chư Phật ba đời, chưa từng một niệm mà có sự xả lìa. Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả đều được tự tại. Ví như chân như, trụ pháp có không, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu đạt tất cả pháp có không, chốt giáo thanh tịnh. 66. Ví như chân như, khắp tại kiếp thành và kiếp hoại, một tăng một giảm là một kiếp. Từ khi tuổi thọ con người 10 tuổi bắt đầu tăng lên, mỗi 100 năm tăng một tuổi, tăng đến 84.000 tuổi thì ngừng, sau đó lại giảm. Cũng cứ 100 năm thì giảm một tuổi, giảm xuống còn 10 tuổi thì ngừng. Đây là thời gian một kiếp. Tuổi thọ của trái đất có thành trụ hoại không 4 trung kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Tóm lại, tuổi thọ của trái đất chỉ có một đại kiếp, tức cũng là 80 tiểu kiếp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ ở trong tất cả kiếp, thanh tịnh không nhiễm, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh thành Phật.
sáu bảy ví như chân như, hết thuở kiếp vị lai căn lành hồi hướng cũng lại như thế. Hết thuở kiếp vị lai tu tập tất cả diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu, thành tựu nguyện lớn của Bồ Tát phát ra, vĩnh viễn không thối chuyển, chánh đẳng chánh giác. 68 ví như chân như, khắp tại ba đời căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh trong một sát na thấy được chư Phật ba đời, nhưng chưa từng ở trong một niệm có cảm giác xả lìa chư Phật. 69 ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua ba cõi đi khắp tất cả mọi nơi, bất cứ đến nơi nào cũng đều nhậm vận tự tại. 70 ví như chân như, hai trụ nơi pháp có cũng hai trụ nơi pháp không, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp có, thông đạt tất cả pháp không, chốt giáo đều thanh tịnh. Ví như chân như, thể tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay dùng phương tiện tập pháp trợ đạo tịnh trị tất cả các hạnh của Bồ Tát. Ví như chân như, thể tánh sáng sạch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các Bồ Tát đều được tâm tam muội sáng sạch. Ví như chân như, thể tánh không dư, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa các sự dơ bẩn, đầy đủ tất cả các ý thanh tịnh. Ý như chân như, không có cái ta và của ta, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng tâm thanh tịnh, không có cái ta và của ta, để khắp các cõi Phật trong mười phương. Ví như chân như, thể tánh bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí huệ nhất thiết trí bình đẳng. 71. Ví như chân như, thể tánh của nó luôn luôn thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay dùng phương tiện tập trợ đạo pháp thanh tịnh tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. 72 ví như chân như, thể tánh của nó sáng suốt trong sạch, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả Bồ Tát đều được tâm chánh định chánh thọ quang minh trong sạch. 73 ví như chân như, thể tánh của nó chẳng có dơ bẩn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa tất cả nhiễm ô và dơ bẩn. 74 ví như chân như, chẳng có cái ta cũng chẳng có cái của ta, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, cũng chẳng có cái ta cũng chẳng có cái của ta, tâm thanh tịnh đầy khắp các cõi Phật trong mười phương. 75 ví như chân như, thể tánh của nó rất bình đẳng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí huệ nhất thiết trí bình đẳng, chiếu soi tất cả các pháp, xa lìa tất cả màng ngu si, tức cũng là lìa khỏi sự đen tối được ánh sáng. Ví như chân như, vượt qua các số lượng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua số lượng tất cả trí thừa, cùng ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mây pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả thế giới. Ví như chân như, bình đẳng an trụ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát sinh tất cả các hạnh Bồ Tát, bình đẳng trụ nơi đạo nhất thiết trí. Ví như chân như, trụ khắp tất cả các cõi chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ vô ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi chúng sinh đều hiện ra ở trước. Ví như chân như, chẳng có phân biệt, trụ khắp trong tất cả âm thanh trí huệ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ tất cả các lời lẽ âm thanh trí huệ, hay thị hiện khắp đủ thứ lời lẽ âm thanh khai thị chúng sinh. Ví như chân như, vĩnh viễn lìa khỏi thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thế gian. 76 ví như chân như, nó vượt ra ngoài tất cả số lượng, không bị số lượng câu thúc, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vượt khỏi số lượng tất cả trí huệ thừa, cùng ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mây pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả thế giới. 77 ví như chân như, nó hay bình đẳng an trụ tất cả mọi nơi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát sinh tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, bình đẳng an trụ nơi đạo nhất thiết trí. 78 ví như chân như, nó hay trụ khắp tất cả cõi chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ chẳng có chướng ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi chúng sinh hoàn toàn xuất hiện ở trước. 79 ví như chân như, nó chẳng có phân biệt, khắp trụ trong tất cả âm thanh trí huệ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ tất cả lời lẽ âm thanh trí huệ, hay hiện khắp đủ thứ lời lẽ và âm thanh khai thị tất cả chúng sinh. 80 ví như chân như, nó vĩnh viễn lìa pháp thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, vượt qua ba cõi. Ví như chân như, thể tánh rộng lớn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ trì Phật pháp rộng lớn, đời quá khứ, vị lai và hiện tại, luôn không quên mất, sinh tu tất cả hạnh Bồ Tát.
Ví như Trần Như không gián đoạn ngừng nghỉ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí, nơi tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát không gián đoạn ngừng nghỉ. Ví như Trần Như, thể tánh rộng rãi khắp tất cả pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tịnh niệm vô ngại nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng rãi. Ví như Trần Như, nhiếp khắp các loại căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng được vô lượng loại trí, tu các diệu hạnh chân thật của Bồ Tát. Ví như Trần Như, không chỗ thủ trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi tất cả pháp không thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của thế gian, khắp khiến cho thanh tịnh. 81. Ví như Trần Như, thể tánh của nó rộng lớn không bờ mé, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ trì phải pháp rộng lớn, đời quá khứ, vị lai và hiện tại, luôn chẳng quên mất tất cả Phật pháp, sinh tu tất cả các hạnh của Bồ Tát tu. 82. Ví như Trần Như, nó chẳng có ngừng nghỉ, bất cứ lúc nào cũng không gián đoạn, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí huệ, ở trong tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát chẳng có gián đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 83. Ví như Trần Như, thể tánh của nó rộng rãi vô lượng vô biên, khắp tất cả pháp, hết thảy 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều có chân như, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, niệm thanh tịnh vô ngại khắp nhiếp tất cả pháp môn rộng rãi. 84. Ví như Trần Như, nó hay nhiếp khắp các loại pháp, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng được vô lượng loại trí huệ, tu tất cả hạnh môn vi diệu chân thật của Bồ Tát tu. 85. Ví như Trần Như, nó đối với tất cả pháp chẳng có thủ trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với tất cả pháp đều không thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của thế gian, khắp khiến cho thanh tịnh, đắc được nguồn gốc thanh tịnh tánh diệu Trần Như. Ví như Trần Như, thể tánh bất động, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ hạnh nguyện viên mãn của Phổ Hiền, rốt ráo bất động. Ví như Trần Như là cảnh giới của Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến các chúng sinh đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ, diệt cảnh phiền não đều khiến thành tịnh. Ví như Trần Như không thể chế phục, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, không bị tất cả các ma sự nghiệp, ngoại đạo tà luận chế phục. Ví như Trần Như chẳng phải có thể tu, chẳng phải không thể tu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, giả lìa tất cả vọng tưởng thù trước, nơi tu không tu, chẳng có phân biệt. Ví như Trần Như chẳng có thối lùi xả bỏ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thường thấy chư Phật phát tâm Bồ Đề, đại thệ trang nghiêm, vĩnh viễn không thối lùi xả bỏ. 86. Ví như Trần Như, thể tánh của nó như như bất động, rõ ràng sáng suốt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an trụ trong hạnh nguyện viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền, chốt giáo bất động. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện lớn: 1. Lễ kính các đức Phật; 2. Khen ngợi Như Lai; 3. Rộng tu cúng dường; 4. Sám hối nghiệp chướng; 5. Tùy hỷ công đức; 6. Thỉnh chuyển bánh xe pháp; 7. Thỉnh Phật ở lại đời; 8. Thường học theo Phật; 9. Luân thuận chúng sinh; 10. Thải đều hồi hướng. 87. Ví như Trần Như, nó là cảnh giới của Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ, diệt trừ tất cả cảnh giới đại phiền não, khiến cho chúng sinh đều được thanh tịnh. 88. Ví như Trần Như, nó không thể bị thiền ma ngoại đạo chế phục, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng bị tất cả các ma sự nghiệp cùng với ngoại đạo tà luận chế phục. 89. Ví như Trần Như, nó chẳng phải có thể tu, cũng chẳng phải không thể tu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xả lìa tất cả vọng tưởng, trừ bỏ tất cả thủ trước, tu hành hoặc chẳng tu hành, chẳng có phân biệt, nghĩa là không chấp trước. 90. Ví như Trần Như, nó chẳng có sự thối lùi về sau mà dũng mãnh tiến về trước, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thường thấy mười phương chư Phật phát tâm đại bồ đề, đại thệ nguyện để trang nghiêm, vĩnh viễn không thối lùi. Ví như Trần Như, khắp nhiếp tất cả lời lẽ âm thanh thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay đắc được tất cả lời lẽ âm thanh khác biệt, thần thông trí huệ, khắp phát ra tất cả đủ thứ lời lẽ. Ví như Trần Như, nơi tất cả pháp không chỗ mong cầu, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho các chúng sinh ngồi thừa Phổ Hiền mà được thoát khỏi nơi tất cả pháp chẳng có tham cầu. Ví như Trần Như trụ tất cả bậc, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ bậc thế gian, trụ bậc trí huệ, dùng hạnh Phổ Hiền mà tự trang nghiêm.
Ví như Chân Như không có đoạn tuyệt, căn lành hồi hướng cũng là như thế, nơi tất cả pháp được sự không sợ hãi, tùy theo loại tiếng nơi nơi diễn nói chẳng có đoạn tuyệt. Ý như Chân Như xả lìa các lậu, căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp trí, thấu đạt nơi pháp, viên mãn công đức Bồ Đề vô lậu. 91. Ý như Chân Như nó hay nhiếp khắp tất cả lời lẽ âm thanh của thế gian, căn lành hồi hướng cũng là như thế, hay đắc được tất cả ngôn từ và âm thanh bất đồng, có thần thông trí huệ phát ra khắp đủ thứ ngôn từ, có thần thông bèn có trí huệ, có trí huệ bèn có thần thông. Đó đây có mối quan hệ với nhau, thần thông là dụng của trí huệ, có trí huệ sẽ biết dùng thần thông, nếu không có trí huệ thì dù có thần thông cũng không thể dùng. 92. Ví như Chân Như, đối với tất cả pháp chẳng có mong cầu, căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh có thể ngồi thừa hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà được thoát khỏi ba cõi, đối với tất cả pháp chẳng có tham cầu. 93. Ví như Chân Như, nó trụ nơi tất cả bậc, căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa tri kiến thế gian, trụ nơi bậc trí huệ, tức là chánh tri, chánh kiến xuất thế, dùng đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền để trang nghiêm chính mình. 94. Ví như Chân Như, nó tùy duyên không thay đổi, không thay đổi mà tùy duyên, chẳng có đoạn tuyệt. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, đối với tất cả các pháp đắc được sự không sợ hãi, tùy thuận các loại chúng sinh và âm thanh, đến tất cả mọi nơi vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, vĩnh viễn không đoạn tuyệt. 95. Ví như Chân Như, thể tánh của nó là vô lậu, chân thật như như, ra lìa xả bỏ tất cả các lậu. Các lậu tức là hết thảy tập khí ma bệnh, có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm ngu si, đó đều là lậu. Phàm là có sự hưởng thụ tài sắc danh ăn và ngủ năm dục tức là lậu, hoàn hỷ cảnh giới sắc thanh hương vị xúc năm trần tức là lậu của mắt tai mũi lưỡi thân năm căn, hoặc là không giữ quy củ cũng là lậu, mà lậu lớn nhất là dục niệm. Người tu hành phải trở về nguồn cội, tức là khôi phục lại thể đồng chân. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp môn trí huệ, thấu rõ thông đạt hết thảy các pháp, viên mãn giác đạo Bồ Đề, thành tựu công đức vô lậu. Ví như Chân Như, chẳng có chút pháp nào có thể phá hoại tán loạn được, khiến cho chút ít phần chẳng giác ngộ. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khắp khiến khai ngộ tất cả các pháp, tâm đó vô lượng khắp cùng pháp giới. Ví như Chân Như, quá khứ chẳng bắt đầu, vị lai chẳng kết thúc, hiện tại chẳng khác, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vì tất cả chúng sinh luôn luôn khởi tâm nguyện Bồ Đề, khắp viếng thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sinh tử. Ví như Chân Như, ở trong ba đời chẳng có phân biệt, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hiện tại niệm niệm tâm thường giác ngộ, quá khứ vị lai thảy đều thanh tịnh. Ví như Chân Như, thành tựu tất cả chư Phật Bồ Tát, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn của chư Phật. Ví như Chân Như, rốt ráo thanh tịnh, chẳng cùng ở với tất cả các phiền não, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay diệt tất cả phiền não của chúng sinh, viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. 96. Ví như Chân Như, chẳng có chút ít pháp có thể phá hoại nhiễu loạn Chân Như được, muốn khiến Chân Như có chút ít chỗ không giác ngộ cũng làm chẳng được, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ tất cả các pháp, tâm vô lượng đầy khắp cùng pháp giới. Do đó, tâm rộng lớn có thể bao hư không, lượng rộng lớn khắp cùng pháp giới. 97. Ví như Chân Như, quá khứ chẳng phải bắt đầu, vị lai chẳng phải kết thúc, hiện tại cũng chẳng có sự khác nhau, đều là bình đẳng. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, vì tất cả chúng sinh niệm niệm thường thường sinh tâm Bồ Đề, thường phát nguyện Bồ Đề, khắp khiến thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sinh tử, vượt khỏi ba cõi. 98. Ví như Chân Như, nó ở trong ba đời chẳng có gì phân biệt, căn lành hồi hướng cũng là như thế, hiện tại trong niệm niệm tâm thường giác ngộ, quá khứ cũng thanh tịnh, vị lai cũng thanh tịnh, tất cả đều bình đẳng thanh tịnh. 99. Ví như Chân Như, nó hay thành tựu tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là do Chân Như sinh ra, căn lành hồi hướng cũng là như thế, phát khởi tất cả đại nguyện phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát. 100. Ví như Chân Như, rốt ráo thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, chẳng cùng ở với tất cả phiền não, căn lành hồi hướng cũng là như thế, hay tiêu diệt tất cả phiền não của chúng sinh,
hay viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi vì đức hạnh chẳng đủ, cho nên có vô lượng phiền não. Phiền não thì không có hình tướng, bằng không thì tận cõi hư không pháp giới cũng chứa không hết phiền não. Nếu đức hạnh đầy đủ viên mãn thì sẽ xa lìa tất cả phiền não. Phật tử, khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì được tất cả cõi Phật bình đẳng. Vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới, được tất cả chúng sinh bình đẳng. Vì khắp chuyển bánh xe pháp vô ngại, được tất cả Bồ Tát bình đẳng. Vì khắp sinh ra tất cả trí nguyện, được tất cả chư Phật bình đẳng. Vì quán sát thể của chư Phật không hai, được tất cả pháp bình đẳng. Vì khắp biết các pháp tánh không đổi khác, được tất cả thế gian bình đẳng. Vì dùng phương tiện trí huệ khéo hiểu tất cả lời lẽ, được tất cả Bồ Tát hạnh bình đẳng. Vì tùy theo sự gieo trồng căn lành hồi hướng hết, được tất cả thời bình đẳng. Vì sinh tu Phật sự nơi tất cả thời không đoạn tuyệt, được tất cả nghiệp quả bình đẳng. Vì nơi thế, xuất thế hết thảy căn lành đều không nhiễm trước, đều rốt ráo, được tất cả thần thông tự tại của Phật bình đẳng. Vì tùy thuận thế gian hiện Phật sự, Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi hồi hướng như vậy thì đắc được 10 thứ bình đẳng. 1. Đắc được trí huệ rộng lớn, quan sát cõi nước chư Phật 10 phương đều là bình đẳng vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. 2. Đắc được tất cả chúng sinh bình đẳng, khắp vì chúng sinh thường truyền bánh xe pháp vi diệu vô ngại. 3. Đắc được tất cả Bồ Tát bình đẳng, vì khắp sinh ra tất cả trí huệ và tất cả thệ nguyện. 4. Đắc được tất cả chư Phật bình đẳng, vì quan sát tất cả chư Phật thể không hai, do đó ba đời 10 phương Phật cùng đồng một pháp thân. 5. Đắc được tất cả pháp bình đẳng, vì biết khắp pháp tánh chẳng biến đổi. 6. Đắc được tất cả thế gian bình đẳng, vì dùng trí huệ phương tiện khéo hiểu tất cả lời lẽ. 7. Đắc được tất cả hạnh Bồ Tát bình đẳng, vì tùy theo sự gieo trồng căn lành hồi hướng cho chúng sinh. 8. Đắc được tất cả thời bình đẳng, vì sinh tu Phật sự mà không giải đãi, bất cứ lúc nào cũng không đoạn tuyệt. 9. Đắc được tất cả nghiệp quả bình đẳng, vì hết thảy căn lành thế xuất thế chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp trước, hoàn toàn đắc được rốt ráo thanh tịnh. 10. Đắc được tất cả thần thông tự tại của chư Phật bình đẳng, vì tùy thuận thế gian mà Phật pháp hiện ra đời. Phật tử, đó là hồi hướng chân như tướng thứ 8 của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đủ thứ đạo lý ở trên vừa nói là hồi hướng thứ 8 của Đại Bồ Tát tu hành, gọi là hồi hướng chân như tướng. Đại Bồ Tát trụ hồi hướng này, chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh, hay làm Như Lai Đại Sư Tử Hống, tự tại không sợ hãi, dùng phương tiện khéo léo giáo hóa thành tựu vô lượng Bồ Tát, nơi tất cả thời chưa từng ngừng nghỉ, được vô lượng thân viên mãn của Phật, một thân đầy khắp tất cả thế giới, được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật, một âm thanh khai ngộ tất cả chúng sinh, được vô lượng lực viên mãn của Phật, trong một lỗ chân lông khắp dung nạp tất cả cõi nước, được vô lượng thần thông viên mãn của Phật, đạt đẻ các chúng sinh ở trong một hạt bụi, được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, nơi một thân chúng sinh thể hiện tất cả cảnh giới của chư Phật thành đẳng chánh giác, được vô lượng tam muội viên mãn của Phật ở trong một tam muội khắp thể hiện tất cả tam muội, được vô lượng biện tài viên mãn của Phật, nói một câu pháp hết thuở vị lai cũng nói không hết, đều chứa nghi hoặc của tất cả chúng sinh, được vô lượng chúng sinh viên mãn của Phật, đủ mười lực của Phật tận có chúng sinh thể hiện thành chánh giác. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, khi đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh thì đắc được 10 thứ vô lượng viên mãn của Phật, đó là: 1. Chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh hay làm Như Lai Đại Sư Tử Hống, vì chúng sinh thuyết pháp tự tại chẳng có sợ hãi, dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tu Bồ Tát hạnh thành tựu vô lượng Bồ Tát tại mỗi lúc đó chưa từng ngừng nghỉ. 2. Đắc được báo thân viên mãn của Phật, thân trang nghiêm có 32 tướng 80 vẻ đẹp, tuy nhiên là một thân nhưng đầy khắp mười phương tất cả thế giới. 3. Đắc được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật, Phật có 8 âm thanh, đó là: A. Tiếng rất hay, B. Tiếng mềm mại, C. Tiếng hòa nhã, D. Tiếng từ bi, E. Tiếng chẳng phải người nữ, F. Tiếng chẳng lầm, G. Tiếng sâu xa, H. Tiếng không khan. Do đó Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo lời đều hiểu được, một âm thanh hay khai ngộ tất cả chúng sinh. 4. Đắc được vô lượng được viên mãn của Phật, tức cũng là thần thông diệu dụng, ở trong một lỗ chân lông khắp dung nạp tất cả cõi nước. 5. Đắc được vô lượng thần thông diệu dụng viên mãn của Phật,
có thể đặt đẻ hết thảy chúng sinh vào trong một hạt bụi. Rõ đắc được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật tại một thân chúng sinh, có thể thị hiện tất cả cảnh giới của chư Phật, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 7. Đắc được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, có thể ở trong một tam muội khắp thị hiện tất cả tam muội. Tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. 8. Đắc được vô lượng biện tài viên mãn của Phật. Biện tài có 4 thứ: A. Pháp vô ngại biện, B. Từ vô ngại biện, C. Nghĩa vô ngại biện, D. Nhạo thuyết vô ngại biện. Nghĩa là nói một câu pháp hết thuở vị lai cũng nói không hết, hoàn toàn trừ diệt được hoài nghi của tất cả chúng sinh. 9. Đắc được vô lượng chúng sinh viên mãn của Phật, đầy đủ 10 thứ đại oai thần lực của Phật, tức là A. Lực thân mạng không thể hoại, B. Lực lỗ lông dung trì, C. Lực định dùng tự tại, D. Lực chân lông trì lớn nhỏ, E. Lực thường khắp diễn nói pháp, F. Lực đức tướng hàng ma, G. Lực viên âm khắp triệt, H. Lực tâm không chướng ngại, Y. Lực pháp thân vi mật, G. Lực đầy đủ hạnh trí. 10 thứ lực này tận cùng cõi chúng sinh thị hiện thành chánh đẳng chánh giác. Tóm lại hết thảy tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Tại sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tử đó là Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành tùy thuận hồi hướng chân như tướng. Các vị đệ tử của Phật, đó tức là Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đạo, đem tất cả căn lành tu tập tùy thuận tướng chân như hồi hướng cho chúng sinh. Tất cả phải làm việc chân thật, không nên có tâm ích kỷ thì mới có công đức thì có căn lành. Làm thế nào để đắc được căn lành, tức là chân thành, lại hộ trì đạo tràng, kiên thành đến ủng hộ Phật giáo, tuyệt đối chẳng có thành phần sĩ đồ trong đó. Cư sĩ tại gia nếu không hộ trì đạo tràng, không ủng hộ Phật giáo thì không phải là chân chánh Phật giáo đồ. Nếu muốn tích tập đủ thứ căn lành thì phải cung kính tam bảo, gần gũi tam bảo, cúng dường tam bảo, như vậy mới có thể gieo trồng căn lành. Các vị chú ý, không thể phá hoại đạo tràng, không thể phá hoại tam bảo, không thể phá hoại Phật giáo, bằng không thì chắc chắn phải đọa địa ngục, thọ khổ không gián đoạn. Người học Phật Pháp, đừng có tâm tính toán riêng mình, phải vì Phật giáo mà nghĩ, đừng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, đừng có hành vi tranh danh đoạt lợi, mọi người đồng tâm hiệp lực vì Phật giáo mà nỗ lực, khiến cho phát triển lớn mạnh, lưu truyền đến các nơi trên toàn thế giới, đó là nối tiếp huệ mạng của Phật. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương oai lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quan sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh mười phương thế giới, e rằng đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm cùng với chúng sinh đời vị lai nghe kinh văn trường hàng ở trên không biết cuối cùng như thế nào. Bồ Tát Kim Cang Tràng tâm bi tha thiết nói ra 29 bài kệ dưới đây: Bồ Tát trí nguyện thường an trụ, chánh niệm vững chắc lìa si hoặc, tâm thiện mềm mại luôn mát mẻ, tích tập vô biện hạnh công đức. Trí nguyện của Bồ Tát thường thường hoan hỉ, an trụ ở trong chân như thật tướng, chánh niệm rất vững chắc để bỏ ngu si và mê hoặc. Gì là chánh niệm? Tức là nên làm thì làm, nên được thì được, nói chung hợp lý mới làm, không hợp lý thì không làm. Gì là ngu si? Tức là không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, điên đảo thị phi. Gì là mê hoặc, tức là mê mà không giác hoặc là không ngộ. Tâm của Bồ Tát vừa thiện lương, vừa mềm mại, vừa mát mẻ, đối với bất cứ người nào cũng đều dùng tâm từ bi đối đãi, khiến cho họ gần gũi Ngài, có tình cảm. Bồ Tát tu tập vô biên hạnh công đức, chẳng giữ lại cho chính mình, mà hoàn toàn hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về Phật tế. Bồ Tát khiêm thuận không trái nghịch, hết thảy trí nguyện đều thanh tịnh, mình được trí huệ đại quang minh, khéo hay chiếu soi tất cả nghiệp. Bồ Tát rất khiêm nhường hòa thuận, chẳng có hành vi cống cao ngã mạn. Tuy nhiên Bồ Tát có thần thông, có đạo đức, nhưng đối với chúng sinh rất khách sáo, rất hòa mục. Bồ Tát còn nói với chính mình: ta chẳng có đạo đức, ta là người bình thường. Ngài chẳng tự mình tuyên truyền quảng cáo khắp nơi rằng: các vị có biết tôi là Bồ Tát chăng? Các vị phải cung kính đối đãi với ta. Bồ Tát chẳng bao giờ nói những lời lẽ như thế. Bồ Tát rất từ bi, chẳng trái nghịch với nguyện vọng của tất cả chúng sinh. Chí nguyện của Bồ Tát rất thanh tịnh, tơ hảo không nhiễm ô. Bồ Tát là bậc thánh nhân, đại công vô tư, chẳng phải người ích kỷ, cầu danh cầu lợi. Việc của Bồ Tát làm hoàn toàn vì chúng sinh mà làm. Công đức đắc được mình chẳng cần, mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chúng ta phải quay ánh sáng vào chiếu ngược lại bên trong chính mình,
có thể làm được như vậy chăng? Đem hết thảy điều tốt, thảy đều cho chúng sinh, chẳng giữ lại cho chính mình. Nếu được như thế thì tốt, còn không thể được thì khỏi, dùng Bồ Tát làm thầy mô phạm. Bồ Tát đã đắc được đại quang minh tạng, diệu quan sát trí, khéo chiếu soi tất cả nghiệp. Ngài biết đạo lý trồng nhân lành sẽ được quả lành, trồng nhân ác sẽ gặt quả ác. Cho nên Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, khi trồng nhân thì rất cẩn thận, sợ xa nhân quả, khi thọ quả báo thì bất luận là thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, tâm an lý đắc để chịu đựng, thản nhiên tiếp nhận. Bất cứ khổ như thế nào cũng không oán trời, không trách người, chính mình thừa nhận, đây là mình làm, mình chịu. Bồ Tát suy ngẫm nghiệp rộng lớn, đủ thứ khác nhau rất ít có, quyết tâm tu hành không thối chuyển, dùng đây lợi ích các quần sinh. Bồ Tát suy ngẫm về nghiệp rộng lớn chẳng có bờ mé, gieo trồng căn lành có đủ thứ khác nhau rất là ít có, cử chỉ hành động của Bồ Tát đều là tu hành, chẳng có tâm niệm thối chuyển. Dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để lợi ích tất cả chúng sinh, tuyệt đối không vì mình mà nghĩ tưởng. Các nghiệp khác nhau vô lượng thứ, Bồ Tát siêng tu tập tất cả, tùy thuận chúng sinh không trái ý, khắp khiến tâm tịnh sinh hoan hỷ. Các nghiệp phân biệt ra có vô lượng thứ loại, Bồ Tát đối với tất cả các nghiệp thiện siêng năng tu tập, đối với nghiệp thiện dù nhỏ như sợi lông cũng không bỏ qua, nỗ lực đi làm, còn đối với nghiệp ác dù nhỏ như hạt bụi tuyệt đối không làm. Bồ Tát có tâm từ bi, tùy thuận chúng sinh, chẳng trái chúng sinh, khiến cho tâm của chúng sinh vừa thanh tịnh vừa hoan hỷ. Muốn tâm thanh tịnh thì một chút dục niệm cũng không có, trừ khử sạch hết tham sân si ba độc. Tại sao chúng ta có phiền não? Tại sao có sầu lo? Tại sao có sự không vui? Là vì tâm ích kỷ đang tác quái, tâm nhiễm ô đang tác quái, cống cao ngã mạn đang tác quái, tập khí mau bệnh đang tác quái. Do đó tâm chẳng thanh tịnh, tâm chẳng hoan hỷ, nên có phiền não, có sầu lo, thậm chí lễ Phật cũng chẳng vui vẻ, nghe kinh cũng không vui vẻ, bất cứ làm gì cũng làm việc phô diễn, chẳng chân thật mà làm. Đó mới là việc khổ thật sự, tuyệt đối không an lạc. Hôm nay tôi nói pháp ngoài việc giảng kinh là pháp gì? Pháp này diệu không thể tả, xin các vị hãy chú ý nghe. Tôi phải khen ngợi chùa Kim Sơn, tôi chẳng sợ người khác phê bình. Tóm lại, chùa Kim Sơn là đệ nhất. Cái gì đệ nhất? Ngu si đệ nhất. Người ta vì danh vì lợi, bạn tranh tôi giành. Những người ngu si của chùa Kim Sơn cũng chẳng vì danh, cũng chẳng vì lợi, cam tâm tình nguyện tu khổ hạnh ở chùa Kim Sơn. Ngày ăn một bữa giờ ngọ, tối ngủ ngồi, bà y một bình bát, thân không có một xu, vì giữ giới không giữ tiền bạc. Đó thật là ngu si, cho nên tôi nói chùa Kim Sơn ngu si đệ nhất. Tại sao ngốc nghếch như vậy? Vì gia phong của chùa Kim Sơn là chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì tiêu phước. Phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, đem hết thảy việc lành hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hết thảy khổ giữ lại để mình chịu. Quán sát theo lối nhìn của một số người thì hành vi như vậy thật là ngu ngốc đến cực điểm. Không sai, tôi thừa nhận là vì ngu si đến cực điểm cho nên mới có đại trí huệ. Do đó, khổ hết thì vui sướng đến. Các vị đừng ngại đến chùa Kim Sơn, hãy học và thử xem. Do đó, Kim Sơn tự thị đại giã hồng lư, chuyên luyện chân kim bất phạ hỏa luyện, việt quang lượng. Nghĩa là chùa Kim Sơn là lò đúc rèn lớn, chuyên luyện vàng thật thì không sợ lửa, càng luyện càng sáng thêm. Đừng đứng bên ngoài nhìn, như vậy thì không thể nào thấu hiểu được tình hình của chùa Kim Sơn. Phàm là người đã vào cửa lớn của chùa Kim Sơn rồi, thì nhất định phải giữ quy củ của chùa Kim Sơn. Người giữ gìn giới luật, tôi dám bảo đảm bạn tương lai sẽ thành Phật hoặc Bồ Tát, tuyệt đối sẽ không đọa vào địa ngục. Nếu phản đối chùa Kim Sơn thì tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục, tơ hào không hoài nghi. Hiện tại tôi dự đoán thọ ký trước cho các vị. Các vị ai muốn thành Phật thì người đó sẽ thành Phật, ai muốn đọa địa ngục thì người đó sẽ đọa địa ngục, do bạn lựa chọn, chẳng có ai can dự vào. Làm việc Phật thì sẽ thành Phật, làm việc Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát, làm việc con người thì sẽ làm con người, làm việc súc sinh thì sẽ làm súc sinh, làm việc địa ngục thì chết rồi sẽ đọa địa ngục. Đây là luật nhân quả, tơ hào không sai được, tin hay không do bạn. Tôi đã nói rõ ràng, tùy bạn lựa chọn, muốn đến con đường nào thì đến. Nhưng bà chỉ đường viết rất rõ ràng, đây là con đường lớn ánh sáng thẳng đến Niết Bàn, kia là con đường nhỏ đen tối thẳng xuống địa ngục. Chùa Kim Sơn là nơi dạy người chấm dứt sinh tử,
dạy người bỏ mê về với giác ngộ, dạy người nhận thức pháp thế gian là khổ không vô thường vô ngã, dạy người nhận thức pháp xuất thế là thường lạc ngã tịnh bốn đức niết bàn. Bạn nhất định không nghe, tôi cũng chẳng có biện pháp, tùy bạn thôi. Đã lên bậc nhân tồn điều ngự, lìa các nhiệt não tâm vô ngại, nơi pháp nơi nghĩa đều khéo biết, vì lợi quần sinh xin tu tập. Bồ Tát tu hành đủ thứ căn lành thì nhất định thăng lên bậc nhân tôn điều ngự, tức là quả vị Phật. Nếu muốn lìa khỏi nhiệt não thì đừng nóng giận, nghĩ muốn không nóng giận thì trước hết đừng có lòng ích kỷ. Người có lòng ích kỷ thì nhất định sẽ có nóng giận. Người chẳng có nhiệt não thì trong tâm chẳng có mọi chướng ngại. Có người đang vọng tưởng sư phụ thích nóng giận vì tâm ích kỷ của tôi quá lớn. Tâm ích kỷ của tôi muốn hết thảy đệ tử quy y đều sớm thành Phật. Nếu đệ tử không thành Phật thì tôi thề không thành Phật. Đây chẳng phải là lời nói đùa, cũng chẳng phải là chỉ nói ngoài miệng mà thôi, mà là tôi chân thật muốn như thế. Tôi cùng với bất cứ ai cùng đi thì tôi muốn đi phía sau. Tại sao? Vì tôi phát nguyện để cho hết thảy đệ tử thành Phật trước. Tôi chẳng muốn thành Phật trước các đệ tử. Tại sao phải như vậy? Vì khi tôi còn trẻ, có rất nhiều người tự động đến quy y tôi làm đệ tử. Lúc đó tôi nghĩ, tôi trẻ như vậy mà thu người làm đệ tử, đức hạnh không đủ, học vấn không tới đâu, làm sao đối với mọi người. Do đó tôi ở trước Phật phát thệ nguyện, phàm là người quy y với tôi mà có tâm tin cầu pháp, thì tôi khiến cho họ thành Phật trước. Nếu họ còn một người chưa thành Phật, thì tôi tuyệt đối không thành Phật. Vì nhân duyên đó, tôi không thể không có sự nóng giận. Nếu không nóng giận thì đệ tử quy y với tôi sẽ làm bậy bạ sai với nhân quả, đó chẳng phải là hại họ sao? Bồ Tát đối với tất cả các pháp, tất cả nghĩa lý biết rất rõ ràng, vì lợi quần sinh mà siêng học tập, ngày đêm sáu thời sinh tinh tấn. Bồ Tát vì độ chúng sinh mà siêng học Phật pháp. Bồ Tát tu tập các hạnh lành vô lượng vô số thứ khác nhau, nơi đó tất cả phân biệt hết, vì lợi quần sinh nên hồi hướng. Bồ Tát tu đủ thứ hạnh lành, có vô lượng vô số, đủ thứ sự khác nhau. Đối với tất cả hạnh lành đều phân biệt biết rõ ràng, vì lợi ích quần sinh mà hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát chẳng phải người ích kỷ, giữ lại hạnh lành công đức của mình tu mà hoàn toàn hồi hướng hết. Chúng ta nghe đến tác phong này của Bồ Tát phải sinh tâm hổ thẹn. Bồ Tát từ bi đối với chúng ta như thế thì chúng ta phải báo ân Bồ Tát, bằng không là cô phụ tâm từ của Bồ Tát. Dùng diệu trí huệ luôn quán sát, lý rốt ráo rộng lớn chân thật, dứt hẳn các cõi không thừa sót, như trần như đó khéo hồi hướng. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quán sát tất cả vạn sự vạn vật. Diệu quán sát trí là một thứ trí huệ không thể nghĩ bàn, đó là cảnh giới không quán mà quán mà không quán. Thế nào là không quán mà quán? Một số người cho rằng họ không biết nhưng họ biết. Thế nào là quán mà không quán? Tuy nhiên họ biết vẫn giống như không biết. Diệu quán sát trí của Bồ Tát không cần tác ý, không cần nhập định, liền biết tiền nhân hậu quả. A-la-hán quán sát một sự việc nhân duyên phải tác ý, ở trong định quán sát mới biết. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quán sát rốt ráo đạo lý rộng lớn chân thật, dứt sạch tam giới 25 cõi, đoạn trừ dục giới 14 cõi, đoạn trừ sắc giới 7 cõi, đoạn trừ vô sắc giới 4 cõi, tức là 4 đường ác, 4 đại châu, 6 trời cõi dục, trời tứ thiền, trời đại phạm, trời vô tường, trời ngũ bất hoàn, trời tứ không. Dứt hẳn tất cả các cõi, không có thừa sót, tu cần lành như vậy, ví như chân như thật tướng lý thể, thể đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng về thật tế. Ví như chân như khắp tất cả, như vậy nhiếp khắp các thế gian, Bồ Tát dùng tâm này hồi hướng để khiến chúng sinh không chấp trước. Giống như chân như khắp tất cả mọi nơi, như vậy nhiếp khắp tất cả thế gian, Bồ Tát dùng tâm này hồi hướng, hy vọng tất cả chúng sinh không chấp trước. Không chấp trước, đây là ta, kia là của ta, buông bỏ tất cả, buông bỏ được thì giải thoát. Nguyện lực Bồ Tát khắp tất cả, ví như chân như đâu chẳng có, hoặc thấy không thấy niệm khắp cùng, đều đem công đức mà hồi hướng. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra đầy khắp tất cả mọi nơi, giống như lý thể chân như, hoặc có nơi nào mà không có, hoặc thấy được, hoặc không thấy được. Niệm của Bồ Tát khắp cùng tất cả tâm chúng sinh, Bồ Tát đem công đức của mình tu để vì chúng sinh hồi hướng. An trụ trong đêm ngày cũng trụ, nửa tháng một tháng cũng an trụ, hoặc năm hoặc kiếp đều an trụ. Chân như như vậy, hạnh cũng thế. Chân như lại trụ ban đêm, lại trụ ban ngày,
Chân Như cũng trụ nơi nửa tháng, cũng trụ nơi một tháng, đều tùy theo thời gian mà trụ, hoặc là năm hoặc là kiếp, Chân Như đều trụ trong đó. Chân Như là như thế, hạnh môn tu tập căn lành cũng như vậy, trụ trong tất cả mọi nơi. Hết thảy ba đời và cõi nước, tất cả chúng sinh với các pháp đều trụ trong đó cùng chỗ trụ, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. Hết thảy ba đời và cõi nước chư Phật, tất cả chúng sinh với hết thảy Phật pháp trụ mà không trụ, không trụ mà trụ, cho nên đều trụ trong đó mà không chỗ trụ, dùng tâm giải thoát không ràng buộc như vậy hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ví như bổn tự tánh chân như Bồ Tát như vậy phát tâm lớn, chỗ trụ chân như đâu chẳng có, dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. Giống như chân như tức là tự tánh vốn có của chúng sinh, căn lành cũng là tự tánh vốn có của chúng sinh, ai ai cũng đều có đủ, đáng tiếc chẳng biết sử dụng. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, tu tập đủ thứ căn lành, chân như khắp tất cả mọi nơi, chẳng có chỗ nào mà không có. Bồ Tát dùng tâm rộng lớn vô biên như vậy, tu căn lành vì chúng sinh mà hồi hướng. Ví như bổn tự tánh chân như, trong đó chưa từng có một pháp, chẳng được tự tánh là chân tánh, dùng nghiệp như vậy mà hồi hướng. Giống như chân như là tự tánh của chúng sinh, ở trong chân như chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút pháp diệt. Do đó, không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, đó là lý thể chân như thể tướng, chẳng có một pháp nào đắc được. Nếu có một pháp đắc được thì đó là có sự chấp trước, do đó một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không, cho nên chẳng được tự tánh, đó tức là tánh chân thật của căn lành. Bồ Tát dùng nghiệp thanh tịnh như vậy vì chúng sinh mà hồi hướng. Chân như như tướng nghiệp cũng thế, chân như như tánh nghiệp cũng thế, chân như như tánh vốn chân thật, nghiệp cũng như vậy đồng chân như. Giống như tướng của chân như là vô tướng, nghiệp thiện giống như tướng chân như, nghiệp thiện vốn chẳng có, nghiệp ác vốn chẳng có, song tâm chúng sinh sinh, nghiệp cũng sinh ra, tâm chúng sinh diệt, nghiệp cũng diệt mất. Do đó, xưa con tạo bao nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả nay con đều sám hối. Tại sao thuở xưa tôi tạo nhiều nghiệp ác, phân tích kỹ càng từ vô thủy kiếp đến nay đều do tham sân si ba độc sinh ra, từ thân sinh ra nghiệp, giết hại trộm cắp dâm dục, từ miệng sinh ra nói dối, nói hai lưỡi, theo dẹp chửi mắng, từ ý sinh ra nghiệp tham lam sân hận si mê, hết thảy các nghiệp nay tôi đều phải sám hối. Do đó tội nhiều như núi Tu Di, một khi sám hối sẽ tiêu sạch. Có bài kệ rằng: tội từ tâm khởi đem tâm sám, nếu tâm diệt thời tội cũng không, tâm mất tội diệt hai đều không, đó mới gọi là thật sám hối. Tội từ tâm sinh, tội từ tâm diệt, cho nên đem tâm sám, dùng chân tâm để sám hối nghiệp đã tạo ra. Trong tâm mất sạch lỗi lầm đã tạo ra thì tội nghiệp cũng chẳng còn nữa. Do đó, lỗi mà sửa đổi thì trở về không. Nếu có lỗi không sửa đổi, cất giấu nó, không cho ai biết, thì đó là tội thêm tội. Thời xưa những vị đại anh hùng, đại hào kiệt dũng mãnh sửa đổi. Cổ nhân có nói rằng, lỗi của quân tử như nhật nguyệt thực, ai cũng đều thấy lập tức sửa đúng, ai cũng đều kính ngưỡng. Quân tử có lỗi lầm giống như nhật thực và nguyệt thực, ai ai cũng đều nhìn thấy. Nếu lập tức sửa đổi thì ai ai cũng đều kính ngưỡng hâm mộ. Người thông minh có lỗi liền sửa, người ngu si có lỗi chẳng sửa. Cổ nhân lại nói, con người chẳng phải thánh hiền, ai mà chẳng có lỗi mà biết sửa, chẳng có việc thiện gì bằng. Người có trí huệ dũng mãnh sửa đổi, hoan hỉ sửa đổi, cho nên ai ai cũng kính ngưỡng họ, khen ngợi họ, biết họ là quân tử. Thời xưa Tử Lộ nghe lỗi lầm của mình rất hoan hỉ. Đại Vũ nghe việc thiện là lại làm gương cho chúng ta. Tánh của chân như là khắp cùng tất cả mọi nơi, nghiệp của con người tạo ra nếu không sửa đổi cũng sẽ khắp cùng mọi nơi, càng lúc càng lớn, càng tập càng nhiều. Bất cứ nghiệp thiện hay nghiệp ác đều tình hình như vậy. Giống như tánh của chân như vốn là chân thật không thay đổi, nghiệp cũng như thế, đồng với chân như. Ví như chân như không bờ mé, nghiệp cũng như vậy không bờ mé, mà ở trong đó không chấp buộc, do đó nghiệp này được thanh tịnh. Ví như chân như nó chẳng có bờ mé, nghiệp của chúng sinh tạo ra cũng giống như vậy, chẳng có bờ mé. Tuy chẳng có bờ mé nhưng ở trong đó chẳng có sự cầu thúc, chẳng có sự chấp trước. Nếu không chấp trước ràng buộc thì đắc được giải thoát, giải thoát tức là thanh tịnh, thanh tịnh thì chẳng còn mọi bụi bặm, do đó mà nghiệp được thanh tịnh. Như vậy thông huệ chân Phật tử, chí nguyện kiên cố không lay động, dùng sức trí huệ khéo thông đạt,
vào tạng phương tiện của chư Phật. Giống như vậy, thông minh và trí huệ mới là Phật tử chân chánh. Trí nguyện kiên cố phi thường, giống như kim cang không thể lay động, không thể bị phá hoại. Dùng sức trí huệ khéo thông đạt tất cả các pháp, vào được tạng phương tiện của mười phương chư Phật. Giác ngộ pháp vương, pháp chân thật, trong đó không chấp cũng không buộc. Như vậy tự tại, tâm vô ngại, chưa từng thấy có một pháp khởi. Giác ngộ tức là Phật, mê hoặc tức là chúng sinh. Giác ngộ gì? Giác ngộ trước kia làm gì cũng đều không đúng. Mê hoặc gì? Mê hoặc những việc làm trước kia không biết là không đúng. Giữa giác và mê chỉ tại một niệm. Một niệm giác, chúng sinh là Phật. Một niệm mê, Phật là chúng sinh. Giác ngộ nhập vào dòng thánh nhân pháp tính. Mê hoặc nhập vào dòng phàm phu sáu trần. Pháp tính tức là chân như, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Tóm lại, có thể ở trong sáu trần mà giác ngộ tức là Phật, mê nơi cảnh giới sáu trần tức là chúng sinh. Bồ Tát giác ngộ pháp chân thật của Đấng Pháp Vương, tức cũng là pháp chân như thật tướng, cũng là pháp vô tại, vô bất tại, nhưng vẫn không thể chấp trước pháp này. Đối với pháp chân thật, phải không có sự chấp trước, cũng không có sự ràng buộc. Nếu có sự ràng buộc thì có sự chướng ngại, ngược lại không có sự chướng ngại tức là giải thoát. Được tự tại như vậy thì tâm không có chướng ngại. Ở trong pháp chân thật, không thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt, đắc được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Pháp thân như lai sở tác nghiệp, tất cả thế gian như tướng đó, nói các pháp tướng đều vô tướng, biết tướng như vậy là biết pháp. Pháp thân của Phật là vô tướng, nghiệp làm ra cũng là vô tướng, chẳng có tướng mới là tướng chân thật. Trong Kinh Kim Cang có nói, phạm hết thảy các tướng đều là hư vọng. Tất cả thế gian đều là không, nói tất cả pháp tướng vốn là vô tướng. Nếu minh bạch đạo lý vô tướng thì sẽ minh bạch pháp là không sinh không diệt. Bồ Tát trụ không thể nghĩ bàn, trong đó nghĩ bàn không hết được. Vào nơi không thể nghĩ bàn này, nghĩ với không nghĩ đều tịch diệt. Bồ Tát trụ là cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức cũng là lý thật tướng vô tướng. Ở trong đạo lý thật tướng vô tướng không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể luận bàn. Tâm nghĩ luận bàn không thể nào hết được. Nếu vào nơi không thể nghĩ bàn này, sự nghĩ bàn và không thể nghĩ bàn đều tịch diệt vắng lặng. Như vậy tư duy các pháp tánh, thấu rõ tất cả nghiệp khác biệt, hết thảy chấp ta đều trừ diệt, trụ nơi công đức không thể động. Như vậy tư duy tất cả pháp tánh của tất cả các pháp, thấu rõ thông đạt tánh khác biệt, tất cả nghiệp thiện và tất cả nghiệp ác sẽ trừ diệt được chấp ta và chấp của ta, hết thảy chấp ta và chấp pháp. Cũng chẳng còn nữa, chẳng có chấp ta thì tướng ta không, chẳng có chấp pháp thì tướng pháp không, do đó lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Trụ nơi công đức, căn lành tích tụ, thì thiên ma ngoại đạo không thể nào lay động được tâm của bạn. Tất cả nghiệp quả báo Bồ Tát đều được vô tận trí ấn chứng, như vậy vô tận tự tánh hết, do đó vô tận phương tiện diệt. Hết thảy quả báo khởi hoặc tạo nghiệp của Bồ Tát thọ, trí huệ ấn chứng chẳng cùng tận. Trí huệ vô tận như vậy, vô tận tự tánh, nếu có thể cùng tận cũng là vô tận phương tiện pháp tịch diệt. Bồ Tát quán tâm chẳng ở ngoài, cũng lại không được ở bên trong, biết tâm tánh đó không chỗ có, ngã pháp đều lìa luôn tịch diệt. Bồ Tát quán sát tâm của mình chẳng ở bên ngoài, cũng chẳng ở bên trong, biết tâm tánh vốn là không, vì không chỗ có cho nên chấp ta cũng chẳng còn, chấp pháp cũng chẳng còn, thường lìa ta và pháp hai chấp. Vĩnh viễn là tịch diệt vắng lặng. Các Phật tử đó biết như vậy, tất cả pháp tánh thường tịch diệt, chẳng có một pháp nào tạo tác, đồng với chư Phật ngộ vô ngã. Tất cả đệ tử của chư Phật nên biết như vậy, hết thảy tất cả pháp tánh thường tịch diệt, chẳng có một pháp nào tự mình có thể tạo tác. Tất cả pháp là tướng tịch diệt, đồng với đạo lý giác ngộ của chư Phật, chẳng có chấp ta cũng chẳng chấp pháp. Biết rõ tất cả các thế gian cùng với chân như tánh tương đồng, thấy tướng không thể nghĩ bàn đó, tức là biết được pháp vô tướng. Bồ Tát thấu rõ biết được tất cả pháp thế gian đều đồng với tự tánh chân như chẳng có phân biệt, thấy được pháp tướng không thể nghĩ bàn này, do đó biết được chúng sinh là không, pháp cũng là không, tóm lại tất cả hết thảy đều là vô tướng. Nếu hay trụ pháp thâm sâu này, thường ưa tu hành hạnh Bồ Tát, vì muốn lợi ích các quần sinh, đại thể trang nghiêm không thối chuyển. Nếu biết được tất cả pháp thế gian đều là biểu hiện của tướng trần như, tức là pháp thâm sâu, tức là pháp vô tướng. Tuy nhiên vô tướng nhưng thường ưa thích tu hạnh Bồ Tát, thường ưa thích hạnh Bồ Tát đạo.
Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh mà quên đi chính mình. Bồ Tát phát thệ nguyện lớn, trang nghiêm lục độ vạn hạnh, vĩnh viễn không thối chuyển, chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta cứ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không làm lợi ích cho kẻ khác. Tuy nhiên là sống vẫn không bằng như đã chết. Nếu hay thường thường lợi ích kẻ khác, chẳng nghĩ đến chính mình, thì sự sống mới có ý nghĩa. Chúng ta người tu hành phải phát tâm đại bồ đề, phải phát tâm thệ nguyện lớn, tu hành hạnh lớn, tu hành pháp môn lớn, tức cũng là sinh tu lục độ vạn hạnh, sinh tu pháp môn từ bi hỷ xả. Đó là vượt qua nơi thế gian, chẳng khởi sinh tử vọng phân biệt, thấu đạt được tâm như huyễn hóa, sinh tu các hạnh độ quần sinh. Bồ Tát tu hành pháp môn đại thệ trang nghiêm không thối chuyển, pháp môn này sẽ vượt qua tất cả pháp thế gian, sẽ không sinh khởi vọng niệm sinh tử, không vọng phân biệt tất cả các pháp. Tuy nhiên thông đạt pháp vô tướng này, dụng tâm bồ đề không thối chuyển, có thể minh bạch tâm như huyễn như hóa, sinh tu lục độ vạn hạnh, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Bồ Tát chánh niệm quán thế gian, tất cả đều từ nghiệp duyên được, vì muốn cứu độ tu các hạnh, nhiếp khắp ba cõi không thừa sót. Bồ Tát dùng chánh niệm không ta, vô ngã, quan sát tất cả các pháp thế gian, thấu rõ tất cả các pháp đều do duyên sinh ra. Do đó, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Cho nên tất cả các pháp đều từ duyên đắc được. Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh mới tu hạnh môn của Bồ Tát tu. Bốn pháp nhiếp tức là bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự. Bốn tâm vô lượng tức là từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Lại dùng bốn thệ nguyện lớn và lục độ vân vân, nhiếp khắp tất cả chúng sinh ba cõi, chẳng sót một chúng sinh nào. Tâm của Bồ Tát đại từ đại bi, xem chúng sinh giống như chính mình, chúng sinh thọ khổ giống như chính mình thọ khổ, cho nên siêng tu tất cả hạnh môn độ chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đó là chí nguyện của Bồ Tát. Biết rõ chúng sinh đủ thứ khác đều là tưởng hành sự phân biệt, nơi đây quán sát đều thấu rõ mà chẳng hoại nơi các pháp tánh. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, trồng nhân gì thì kết quả đó, đó là đạo lý tự nhiên. Như trồng nhân Phật thì kết quả Phật, như trồng nhân Bồ Tát thì kết quả Bồ Tát, trồng nhân duyên giác thì kết quả duyên giác, trồng nhân thanh văn thì kết quả thanh văn. Đây là con đường của bốn bậc thánh. Còn có con đường của phàm phu, tức là ba đường lành, trời người Atula, ba đường ác, súc sinh ngạ quỷ địa ngục. Tóm lại, trồng nhân ba đường lành thì kết quả ba đường lành, trồng nhân ba đường ác thì kết quả ba đường ác. Đạo lý này tự hào không sai, ngàn chân vạn quyết, tuyệt đối không có sắc thái mê tín. Người ngu si chẳng biết sự lợi hại của nhân quả, tùy tiện sai lầm nhân quả, thậm chí không tin nhân quả, bác vô nhân quả. Người có trí huệ biết sự lợi hại nhân quả báo ứng, sợ sai lầm nhân quả, bất cứ làm việc gì suy nghĩ ba lần rồi mới làm. Bậc thánh nhân xuất thế tu hành vì thấu rõ nhân quả. Một số người phàm phu chỉ tạo nhân quả, chẳng có tội lỗi mà muốn tạo tội lỗi, tạo ra tội lỗi rồi chính mình không thừa nhận là tội lỗi, nhận rằng là lẽ đương nhiên, chẳng có tâm hổ thẹn. Đây là tội lại thêm tội, không thể nào tha thứ. Chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, bao quát hạt giống thiện ác, thể đều khác nhau. Mỗi loài tạo ra nghiệp, mỗi loài thọ báo, đều ở trong pháp sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn phân biệt mà thành tựu. Nếu ở trong đủ thứ nghiệp quả báo ứng, quan sát minh bạch, thì sẽ biết rõ tất cả pháp tánh, mà lại không phá hoại nó,